Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại. Hôm nay thì tiếp tục cái series hướng dẫn chúng ta sử dụng Google Classroom để tiến hành trong quá trình giảng dạy. Thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người cách thức mà chúng ta sẽ tạo một bài kiểm tra online. Thì đối với bài kiểm tra online thì chúng ta biết rằng là đối với dạy trực tuyến thì việc kiểm tra thì cũng sẽ tiến hành bình thường, nhưng mà do sinh viên của chúng ta không thể nào mà làm trực tiếp được, thì chính vì vậy chúng ta cần phải có những kỹ năng mà tạo cho sinh viên chúng ta các bài kiểm tra trực tuyến, và chúng ta sẽ thu nhận lại các cái điểm số. Thì để thực hiện điều này thì đầu tiên mọi người sẽ vào cái Google Classroom của chúng ta bằng cách ngay trang vị trí này. Phần này thì đối với phần trước thì đã hướng dẫn rồi, nên mọi người có thắc mắc thì mọi người có thể coi lên một cái link ở phía trên màn hình của mình ở phía trên nè. Rồi tiếp tục thì khi mà chúng ta đã vào lớp học của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ chọn bài tập trên lớp, bài tập trên lớp, bài tập trên lớp, và chúng ta sẽ bấm chỗ phần tạo. Thì trong tạo này nó có rất là nhiều các nội dung khác nhau, thì chẳng hạn như là chúng ta có các câu hỏi, chúng ta có bài tập kiểm tra, vân vân. Thì để kiểm tra thì chúng ta sẽ bấm vào bài tập kiểm tra. Thì ngay lập tức Google tạo cho chúng ta một cái giao diện để chúng ta thực hiện kiểm tra, giao diện để chúng ta thực hiện kiểm tra. Đầu tiên là chỗ tiêu đề thì chúng ta cứ đặt tiêu đề cho cái nội dung này là kiểm tra giữa kỳ. Hướng dẫn thì nếu đối với những bài kiểm tra phức tạp thì chúng ta sẽ nhập các cái thông tin hướng dẫn, còn không thì chúng ta cũng không cần phải nhập thông tin vào. Rồi. Tiếp theo, Google đã tạo cho chúng ta một cái blank là Google biểu mẫu. Thì ở đây chúng ta sẽ nhập các cái thông tin kiểm tra. Thì để nhập thông tin kiểm tra, ở đây mình có một cái ví dụ là chúng ta có một cái đề kiểm tra đối với môn kỹ thuật chụp hình, và thời gian kiểm tra là 45 phút. Đó, đề kiểm tra đây là một cái đề kiểm tra trắc nghiệm, bài kiểm tra trắc nghiệm. Đấy ạ. Mọi người nên khi mà chúng ta làm một cái phía trên cái Google Form thì chúng ta nên có một khoai quạt thế này để chúng ta có thể copy nhanh chóng các cái nội dung. Copy cái nhanh chóng các nội dung. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn Google Language để chúng ta nhập liệu, và chúng ta sẽ đặt tên. Nếu chúng ta đặt tên là kiểm tra lần 1. Lần 1. Đó, lớp gì đó, kỹ thuật chụp ảnh. Lý do tại sao mà chúng ta đặt tên như thế này thì tại vì khi mà chúng ta tạo đây thì Google ngay lập tức sẽ tạo ra một cái file Google Form trong cái thư mục mà Google Classroom của chúng ta, nên chúng ta đặt tên rõ ràng như thế này để chúng ta dễ dàng tìm kiếm cái file này lại. Rồi đầu tiếp theo là cái phần mà tiêu đề của cái bài kiểm tra nha, kiểm tra thường xuyên, kiểm tra lần lần một. Rồi mô tả thời gian làm bài. Là 45 phút. Thì việc mô tả này với mục đích là hướng dẫn cho sinh viên cách thức mà chúng ta thực hiện làm bài, cách thức mà chúng ta thực hiện làm bài. Tiếp theo, ở đây thì Google đã tạo thẳng có rất là nhiều các cái nội dung kiểm tra khác nhau, và ở đây mình đã chọn là kiểm tra trắc nghiệm, thì chúng ta sẽ chọn kiểm tra trắc nghiệm ạ. Rồi, chúng ta sẽ có cái câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là câu 1 là người phát minh ra hộp tối để thu hình là, thì chúng ta cứ bấm Ctrl C và chúng ta bắt vào đây ạ. Vào đây. Rồi, chúng ta sẽ coi các cái đáp án ạ. Đầu tiên là GS Rồi, chúng ta copy vào đây. Epsing. Ta có thể là chia màn hình như thế này cho chúng ta có thể là dễ dàng chúng ta có thể chia màn hình như thế này để chúng ta có thể dễ dàng mà chúng ta copy cho nhanh ạ. Rồi Leonardo da Vinci, tiếp tục Engine. Rồi ở đây chúng ta cần cái nhập vào cái đáp án để cho Google Form hoặc là sinh viên chúng ta sẽ biết điểm ngay lập tức. Chúng ta bấm vào đáp án ạ. Ở đây cái câu trả lời đúng là cái câu Leonardo da Vinci, thì chúng ta sẽ chọn câu trả lời đúng. Lưu ý là mọi người là chúng ta có thể chọn nhiều cái đáp án đúng khác nhau, nhiều cái đáp án khác nhau.
Và số điểm cho cái câu trả lời này thì chúng ta nhập, chẳng hạn như ở đây chúng ta cho số điểm là 100 thì chúng ta sẽ nhập, nhập là một điểm, nhập một điểm. Đó, và chúng ta muốn là chúng ta giải thích lý do tại sao Lionel Messi cho mọi người trả lời thì chúng ta có thể thêm cái phần phản hồi. Thì sau đó chúng ta bấm xong. Đó. Rồi, tiếp tục cái câu thứ hai là người đầu tiên đưa nhiếp ảnh vào Việt Nam thì chúng ta để tiện dụng cho quá trình mà chúng ta thực hiện thì chúng ta cứ bấm là sao chép. Đó, thì ngay lập tức chúng ta sẽ có một cái sẵn và chúng ta cứ copy vào. Đó, người đầu tiên là A là Trương Nhân Sáng, B là Phan Chu Trinh, C là Đặng Huy Chứ. Rồi chúng ta cứ làm cái thao tác này. Đây là Nguyễn Đình Khánh. Đó là lý do tại sao mà mình nói với mọi người là cần phải có một cái file Word để chúng ta có thể nhanh chóng làm thực hiện ạ. Rồi đáp án chúng ta cũng sẽ đáp án. À, đáp án ở đây là cái đáp án đúng thôi, là cũng là Đặng Huy Chứ, là cái đáp án C, và số điểm cũng là một điểm, và chúng ta bấm bấm xong. Và tương tự vậy thì chúng ta sẽ làm tất cả những cái phần mà trắc nghiệm ha, tất cả những cái phần trắc nghiệm từ trên xuống dưới này. Rồi đối với các cái bài mà tự luận thì ở đây mình sẽ có một cái câu hỏi bài tự luận, ví dụ chẳng hạn như đường kính của ống tiêu cự đặt ở 50 mm là gì. À, bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái, thêm câu hỏi, và chúng ta sẽ chọn đây là một cái câu tự luận. Chúng ta copy câu hỏi khoảng đó. Rồi thế là câu trả lời, đây câu trả lời. Và đặc biệt đối với Google Form nó vẫn chấm được tự luận cho chúng ta, nhưng mà để chấm tự luận thì nó hơi phức tạp hơn so với Google trắc nghiệm, tức là so với phần trắc nghiệm một tí. Chúng ta nhấn bấm vào đáp án, chúng ta sẽ thêm rất là nhiều câu trả lời. Ví dụ ở đây đối với câu này 50 mm, để mình coi một tí, thì nó là đáp án là 14,3, thì sinh viên có thể trả lời là 14,3 đó mili, hoặc là đối với có thể chúng ta sẽ chấp nhận là 14,3 đó. Thì chúng ta sẽ có nhiều cái lựa chọn để cho Google có thể học được cái đáp án của chúng ta, và sẽ chấm bài cho sinh viên mình, chấm bài sinh viên mình. Rồi chúng ta dẫn 5 điểm là chúng ta chẳng hạn như câu này chúng ta cho 5 điểm, 5 điểm đó. Đó thì chúng ta sẽ bấm 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 xong nha, nhập bấm xong. Rồi như vậy là chúng ta cứ làm từng tự như thế này, và chúng ta sẽ làm hoàn thành xong Google cái bài kiểm tra của chúng ta, bài kiểm tra chúng ta. Tiếp theo là cái phần setup, cần phần setup mà cái phần kiểm tra thì đầu tiên chúng ta sẽ vô Google setup. Xin lỗi, là vô phần cài đặt. Ở đây có một số thông tin mà chúng ta cần lưu ý. Đầu tiên là phải thu thập email. Tại sao phải thu thập email? Tại vì nếu chúng ta không thu thập email là chúng ta sẽ không biết là ai là người trả lời cái bài kiểm tra này. Ai là người trả lời bài kiểm tra này. Thôi à. Bên cạnh đó chúng ta có cần cho sinh viên mình cái bài mà một cái bản sao của nội dung kiểm tra hay không, thì chúng ta sẽ nhấn xác nhận này. Rồi tiếp tục. Yêu cầu đăng nhập, tức là người này bắt buộc phải đăng nhập, và ở đây là người dùng phải đăng nhập vào thì mới có thể là sao làm bài kiểm tra này được. Tiếp tục là giới hạn, cái này là chúng ta lưu ý là mỗi người chỉ làm được một lần duy nhất đó, chúng ta phải click vào đây thôi ạ. Rồi người trả lời có thể, à cái này là chúng ta không không click vào ha, là chỉnh sửa sau khi trả lời nè, xem biểu đồ tóm tắt văn bản sau khi trả lời chúng ta không không thực hiện. Đối với phần bản trình bày thì chúng ta có thể là xáo trộn câu hỏi. Tại sao chúng ta có thể xáo trộn câu hỏi? Chẳng hạn như bây giờ chúng ta có 60 câu hỏi, 60 câu hỏi trắc nghiệm khác nhau, thì việc xáo trộn thứ tự câu hỏi cực kỳ quan trọng ở chỗ là các em không thể nào mà coi bài nhau được. Tại vì nếu giả sử các em mà làm cùng nhau với nhau thì có thể trao đổi bài nhau được, thì chúng ta có thể là bấm xáo trộn thứ tự câu hỏi này, thì mỗi sinh viên như vậy sẽ có thứ tự câu hỏi khác nhau, thứ tự câu hỏi khác nhau, thì như vậy thì các sinh viên mình sẽ không có thời gian mà để trao đổi với nhau trong quá trình làm bài, không thời gian để trao đổi với nhau trong quá trình làm bài đó nha. Rồi về phần bài kiểm tra thì đặt làm bài kiểm tra đó. Tiếp tục là công bố điểm, thì chúng ta sẽ có thể là công bố điểm ngay sau lần nộp hoặc là công bố điểm sau. Người trả lời có thể xem câu trả lời sai, câu trả lời đúng hả. Thì lần này nếu giả sử đối với bài kiểm tra mà gọi là cố định như thế này thì chúng ta sẽ không cho sinh viên mình coi cái câu trả lời đúng và câu trả lời sai,
Tại vì như vậy thì nó rất là phiền phức cho chúng ta. Đúng không? Tại vì sinh viên có thể là một bạn làm bài kiểm tra Google xong rồi cuối cùng lại chỉ cho các bạn khác, thì như vậy là không 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 được. Chính vì vậy chúng ta sẽ tắt cái chỗ mà câu trả lời sai đúng hay không, chúng ta chỉ công bố số điểm đó, nếu cần thiết cho sinh viên mình thôi. Rồi chúng ta sẽ bấm bấm lưu và chúng ta kiểm tra lại một cái ạ. Những cái điểm quan trọng đầu tiên là thu thập mail để chúng ta biết rằng ai là người nộp bài, yêu cầu đăng nhập và trả lời một lần, là để chúng ta đảm bảo rằng là sinh viên chúng ta chỉ có thể thực hiện một lần duy nhất. Đối với bản trình bày thì chúng ta chọn là sáu trộn thứ tự câu hỏi. Đối với bài kiểm tra thì chúng ta sẽ chỉ công bố điểm và không cho biết đáp án, không cho đáp án, rồi chúng ta bấm lưu. Đó, thì như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần kiểm tra, phần kiểm tra và tự động bên đây nó sẽ tập cập nhật dữ liệu bên đây nha. Rồi tiếp tục thì để cho sinh viên mình có thể thực hiện được cái nội dung này thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành như sau. Đầu tiên là chúng ta phải xác định được thời gian thu bài, thì chúng ta sẽ chọn ngày đến hạn. Ví dụ chẳng hạn như chúng ta chọn thời gian thu bài là ngày 15 đây, vào lúc là 10 giờ, là ngày 22 giờ tối đó. Thì như vậy là chúng ta chọn là ngày 14, xin lỗi, ngày 14 và 22 giờ tối là tối nay chúng ta sẽ hết hàng. Tiếp tục là chúng ta sẽ bấm giao bài. Thì ở đây chúng ta có là bao nhiêu lớp, có thể chúng ta cho kiểm tra cùng lúc. Chúng ta chẳng hạn như cùng một môn đó chúng ta dạy nhiều lớp thì chúng ta vẫn có thể tạo đồng loạt cho tất cả các lớp đối với bài tập này. Nên chính vì vậy thì chúng ta có thể chẳng hạn như mình dạy là môn kỹ thuật chụp ảnh 3 lớp thì mình có thể là list lớp 1, lớp 2, lớp 3 gì đó để chúng ta thực hiện cái bài kiểm tra này. Thực hiện cái bài kiểm tra này nhé. Ví dụ như thế này. Ví dụ như thế này. Đó. Thì sinh viên có thể là bao nhiêu lớp thì chúng ta thực hiện bao lớp. Đối với thời gian giao bài thì chúng ta chẳng hạn như chúng ta giao bài, chúng ta sẽ lên lịch giao bài. Chúng ta sẽ lên lịch giao bài. Lên lịch giao bài. Đây, chẳng hạn như thời gian giao bài là chúng ta sẽ bắt đầu cho sinh viên mình làm giao nộp bài nhờ. Xin lỗi, là bắt đầu làm bài vào lúc 9 giờ, là 21 giờ 25 phút, 22 phút, 2 phút ạ. 22 giờ. Chúng ta sẽ bắt đầu chẳng hạn như ở đây là 22 giờ 23 phút là bắt đầu làm bài, rồi chúng ta canh thời gian giao bài và thời gian nộp bài cho đúng và chúng ta bấm lên lịch. Thì ngay lập tức bài tập này chỉ hiển thị cho sinh viên, bài tập này chỉ hiển thị cho sinh viên. Hay ạ. Và đang lên lịch này ạ. Thì bắt đầu thời gian, ví dụ chẳng 21 giờ 23 phút thì bắt đầu là thời gian làm bài và kết thúc là 22 giờ 20 phút. À đúng rồi ạ. Rồi chúng ta sẽ giao bài tập cho sinh viên. Thì ngay thời điểm 21 giờ 23 phút, ngay lập tức bài tập này sẽ được hiện lên và nó sẽ tự động thu bài ngay chân thời điểm mà chúng ta thực hiện. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ kiểm tra xem coi là cách thức làm bài thế nào. Ở để kiểm tra thì mình cần một cái tài khoản khác để tránh là chúng ta sẽ bị lỗi ạ. Chúng ta sẽ sử dụng một cái bài kiểm tra khác. Hãy nói rằng là đây là cái bài kiểm tra và bắt buộc chúng ta phải đăng nhập. Sinh viên phải đăng nhập mới thực hiện làm bài được. Và bây giờ bắt đầu tiến hành làm bài ạ. Ở đây chẳng hạn như là người đầu tiên Đặng Nguy Chữ. Rồi, đây chúng ta thấy rằng là các câu hỏi đã được đảo với nhau, các câu hỏi đảo với nhau. Leonardo da Vinci. Rồi, câu trả lời là 14,3. Đó. Rồi chúng ta sau khi làm bài xong thì sinh viên sẽ bấm bấm gửi và chúng ta sinh viên có thể xem điểm số. À ở đây là chúng ta được 7 trên 7, tức là làm đúng hết, đã làm đúng hết ạ. Thì đúng ra mình phải làm sai mới được chứ. Rồi ok, rồi sau khi đó thì sau khi kết thúc bài thì chúng ta thấy rằng là mỗi lần làm xong thì chúng ta sẽ có một cái câu trả lời ở đây. Đây là giáo viên có thể vào đây để xem thống kê chẳng hạn như có bao nhiêu người trả lời đáp án đúng, bao nhiêu người trả lời tự luận đúng, vân vân. Ở đây thì chúng ta sẽ
cho chúng ta thấy, và bên cạnh đó chúng ta sẽ thấy rằng sinh viên A, B, C gì đó ở đây là chúng ta sẽ sao, là bao nhiêu điểm mà chúng ta có thể bấm vào công công bố số điểm ha. Chúng ta có bao nhiêu người thì chúng ta có thể là sau khi chấm bài xong kiểm tra lại coi cái nội dung có em nào trả lời sai hay không. Thì thường đối với cái bài tự luận á, thì nó sẽ rất là dễ ở chỗ là Google sẽ không biết rằng là cái đáp án nó có được chấp nhận hay không. Chính vì vậy đối với tự luận thì giáo viên có thể là chấm một cách gọi là thủ công, còn đối với trắc nghiệm thì có thể gửi ngay điểm, và chúng ta sau khi đã kết thúc phần kiểm tra chúng ta muốn công bố điểm thì chúng ta cứ bấm vào công bố điểm thì ngay lập tức ngay lập tức là chúng ta sẽ được gửi mail, sinh viên chúng ta sẽ nhận được mail và sẽ công bố điểm của chúng ta theo mẫu điểm ta đó. Ở đây chúng ta có những cái câu hỏi á, câu hỏi chẳng hạn như là sinh viên trả lời có đúng hay sai hay không đối với cá nhân đó. Ở đây thì tên ai 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 thì chúng ta, ở đây chúng ta chỉ có một người thì chúng ta sẽ hiện như thế này, còn đối với chúng ta nhiều người thì chúng ta sẽ mỗi chúng ta sẽ có đáp án của từng từng giáo viên một ha, từng giáo viên một đó. Thì như vậy là chúng ta có thể chấm bài được cho sinh viên. Bên cạnh đó thì Google Form nó cũng sẽ hỗ trợ chúng ta một cái bảng tổng hợp, chúng ta click vào chỗ bảng tính đó. Chúng ta sẽ tạo một cái bảng tính, rồi tạo bảng tính thì đây là cái bảng tổng hợp. Đây là chúng ta sẽ coi được nó cũng y chang cái phần Excel của chúng ta đó. Thứ nhất là thời gian em này gửi bài nè, thì em này gửi bài, họ tên, số điểm, bắt đầu các cái câu trả lời của sinh viên đó, các câu trả lời sinh viên đó, để chúng ta có thể là sao chấm chấm bài được. Chúng ta có thể chấm bài được, chúng ta có thể chấm bài được hay à. Thì dựa vào cách thức này thì chúng ta hoàn toàn có thể cho sinh viên kiểm tra và cũng như là chấm bài online được. Thì mọi thắc mắc á, thì mọi người cứ comment bên dưới thì mình sẽ tiến hành trả lời những cái thắc mắc mọi người, và sau đó sẽ tổng hợp tất cả các nội dung để có thể trả lời cùng lúc đối với những thắc mắc mọi người liên quan đến Google Classroom. Thì hy vọng rằng là phần hướng dẫn này của mình sẽ giúp cho mọi người có thể hiểu thêm về cách thức mà tạo bài kiểm tra và cũng như khai thác các cái tính năng của Google Classroom phục vụ cho công tác giảng dạy một cách tốt hơn. Xin chào tạm biệt và hẹn mọi người vào một cái phần sau, một chủ đề sau. Thì mọi người có thể gợi ý cho mình cái chủ đề mà thực hiện sắp tới. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người.